Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng 24 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ các nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách. Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023, QX15. Nêu ý kiến về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, từ kết luận của Hội nghị Trung ương 7 đến diễn biến của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã nhận diện một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc sợ sai không dám làm chưa hết chức năng, nhiệm vụ được giao. Đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề vì sao có tình trạng ấy. Đó là do vướng mắc về pháp luật hay do khâu tổ chức thực hiện hay cả hai? Mức độ đến đâu? Ông Huệ nêu vấn đề. Để góp phần giải bài toán đó, nghị quyết chung của kỳ họp thứ 5 giao Chính phủ tổng rà soát hệ thống pháp luật, từ luật đến pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, thông tư, quyết định cá biệt của Thủ tướng có tính quy phạm pháp luật, tập trung vào 22 lĩnh vực trọng tâm, ông Vương Đình Huệ cho biết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ đã rất nghiêm túc thực hiện việc này, đã thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ phó và cơ quan thường trực. Để bảo đảm tính độc lập, hỗ trợ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thành lập một tổ công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm tổ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng làm tổ phó. Các đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực 63 Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, các ủy ban, Hội đồng Dân tộc cũng được đề nghị rà soát một cách độc lập để đánh giá. Kết quả rà soát đã được Chính phủ báo cáo đầy đủ tới các đại biểu Quốc hội, kèm theo đó là báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Đánh giá chung cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát nói chung và trong 22 lĩnh vực trọng tâm nói riêng cơ bản đều phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kết luận này rất quan trọng, đã giải đáp câu chuyện, những ý kiến cho rằng do sợ sai, không làm được, vướng mắc cái này, cái kia mà đổ hết cho hệ thống pháp luật là không đúng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định. Ông dẫn chứng luật đầu tư công chỉ 1-2 điểm thôi, không phải vấn đề vướng mắc gì liên quan đến tổ chức thực hiện. Có những năm đầu tư công giải ngân được đến 97%, hay năm nay phấn đấu 95%, trong khi tổng đầu tư công năm nay gấp đôi những năm bình thường, hơn 700.000 tỷ đồng. Nhưng nếu nói tất cả do tổ chức thực hiện cũng không đúng nốt. Có vướng mắc cả trong hệ thống pháp luật, có chồng chéo, có chưa hợp lý. Nhưng kết luận của cả Chính phủ và Quốc hội đều nói số lượng văn bản và nội dung qua rà soát phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo là không có nhiều, ông Vương Đình Huệ phân tích. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, nhiều nội dung các địa phương, bộ, ngành đưa lên thực tế không phải là vướng mắc, mà là chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết hoặc do cách hiểu ở dưới không đúng. Có tình trạng hỏi, nhưng không có trả lời, hoặc trả lời chung chung chứ không phải do nghị định, thông tư, cũng chẳng phải do luật. Có nhiều văn bản ban hành không kịp thời, luật có rồi, nhưng nghị định, thông tư chưa ban hành nên chưa thực hiện được. Đó là chưa kể nghị định không phù hợp với luật, thông tư không phù hợp với nghị định. Có cả văn bản điều hành không đúng với tinh thần pháp luật.